Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Trong những thời gian gần đây thì tiếp tục những chiếc máy hút ẩm vẫn là những sản phẩm hot trong cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, và những sản phẩm đều được về với cửa hàng trong tình trạng là đẹp xuất sắc. Và những chiếc máy hút ẩm này bên cửa hàng cũng đã test đầy đủ các chức năng hoạt động của chiếc máy rồi. Và khi trưng bày tại không gian này thì những sản phẩm đã được cửa hàng vệ sinh sạch đẹp. Các bác chỉ cần chốt đơn, nhận hàng và sử dụng thôi ạ. Vâng, trong ngày hôm tối hôm qua, cửa hàng có về thêm được 3 chiếc máy hút ẩm, thì có 1 chiếc 22,5 lít và 1 chiếc 26 lít. Thì chiếc 26 lít cửa hàng cũng đã được khách hàng quan tâm và chốt đơn rồi. Vâng, hiện tại bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh còn 4 chiếc máy hút chân voi hàng bãi này và 1 chiếc máy mới tinh được sản xuất năm 2023 này. Và phía sau thì bên cửa hàng còn 1 chiếc 16 lít, cũng là Mitsu nhưng nó là sản phẩm hàng mỏng hơn. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có đây, đây là hàng mới tinh nhé các bác nhé. Và những chiếc máy không có thùng, đây là những chiếc máy bãi, nhưng các bác nhìn xem ạ, nó rất là mới, đẹp, xuất sắc. Đây là những sản phẩm được cửa hàng tuyển chọn hàng loại 1 và trưng bày tại đây để cung cấp cho quý vị và các bạn sử dụng cho mùa nồm ẩm như thế này. Vâng, thời tiết thì ngoài trời vẫn rất là ẩm thấp và các bác có thể sử dụng cho một không gian tầm 5-70m2 một chiếc máy này thì quá là ok, khô, sạch, thơm tho nhà. Vâng, phía sau thì bên cửa hàng còn một chiếc 16 lít đây ạ. Vâng, chiếc này thì về với cửa hàng với tình trạng là đẹp xuất sắc. Vâng, hiện tại cửa hàng thì còn 4 chiếc 22,5 lít nhé, 4 chiếc 22,5 lít. Chiếc 26 lít này về thì được khách hàng đã quan tâm rồi ạ. Quan tâm và chốt đơn đây ạ. Chiếc này 26 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Xin gửi cho anh Nguyễn Xuân Đại, anh có địa chỉ số 11 ngõ 74 phố Ngọc Hà, đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Cô chủ shop sẽ gửi luôn cho anh. Vừa anh có chuyển khoản đặt cọc bên cửa hàng âm thanh Hạnh 3 triệu rồi. Và cô chủ shop sẽ gửi luôn trong ngày. Và thời gian này thì còn 30 phút nữa là 12 giờ xe sẽ chạy ạ. Cửa hàng sẽ kết thúc video tại đây để đóng gói gửi anh luôn những sản phẩm mà khách hàng đã quan tâm và chốt đơn. Những bác nào mà ở gần thì cô chủ shop sẽ gửi qua đường xe khách. Những bác nào mà ở xa thì cô chủ shop sẽ gửi qua đường bưu điện. Quý vị và các bạn sẽ nhận hàng trong một vài ngày tới. Còn như Hà Nội, Thái Bình thì cửa hàng sẽ gửi hàng ngay trong ngày các bác nhận được luôn ấy ạ. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.